Hà Nội đòi lại vỉa hè, chặt luôn cả trăm cây xanh. Mới đây, trong đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, UBND xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã xử lý tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè lòng đường trái phép. Tuy nhiên, cũng trong đợt ra quân này, chính quyền xã Cẩm Yên đã chặt hạ toàn bộ cây xanh người dân trồng ven tuyến đường liên thôn vào ngày 15 tháng 3. Bà TTH, 56 tuổi, nhà ven tuyến đường cho hay: "Chúng tôi trồng cây lấy bóng mát từ hàng chục năm nay, đâu có ảnh hưởng gì đến việc đi lại đâu. Tôi không hiểu vì sao họ lại cho chặt hết đi, sắp tới mùa hè không biết phải tránh vào đâu cho đỡ nóng đây." Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường bê tông ở xã Cẩm Yên nối ba thôn gồm có Yên Lỗ, Cẩm Đào, Kinh Đạ dài khoảng 3 km. Nhiều người dân cho biết những cây xanh này đã được trồng trên đất công nhưng không lấn ra lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Kỳ, bí thư đảng ủy xã Cẩm Yên cho biết, việc chặt hạ cây xanh hai bên đường liên thôn là thực hiện chủ trương chung lập lại trật tự vỉa hè lòng đường của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Kỳ cho biết những cây đã chặt đều do người dân tự trồng, cây trồng nhô ra thụt vào không đều. Việc chặt hạ những cây trên chủ yếu để đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Những cây nào do lề đường thì chặt bỏ, bởi đường hẹp, có đoạn hai xe tránh nhau không được. Trước khi chặt hạ, xã đã họp và người dân đều đồng tình. Bí thư xã Cẩm Yên cho hay, sau khi chặt hạ, gỗ đều được trả lại cho người dân. Sau khi chỉnh trang lại tuyến đường, xã sẽ quy hoạch trồng mới. Ngày 23 tháng 3, ông Nguyễn Doãn Toàn, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội cho hay đã kiểm tra lại thông tin việc chính quyền xã Cẩm Yên tiến hành chặt nhiều cây xanh nằm ven đường trong đợt ra quân lập lại trật tự lòng đường về hè vừa qua. Theo ông Hoàn, việc chặt cây như vậy là gây phản cảm, huyện đã yêu cầu chính quyền xã kiểm điểm, báo cáo gấp về Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất. Ông Hoàn nói: "Nếu những cây xanh đó thực sự gây cản trở giao thông thì chính quyền xã phải tìm cách đánh chuyển đi nơi khác chứ không được chặt hạ như vậy, phải coi cây xanh là tài sản của địa phương." Trước đó, ngày 10 tháng 3, tất cả các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Cùng trong đợt này, UBND xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội cũng đã ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường tại tuyến đường liên thôn. Quý vị và các bạn đang nghe tin từ kênh thời sự của Radio Net News. Đây là kênh mỗi ngày có hàng trăm tin nóng, tin hay phát thanh ngay, không phụ thuộc vào khung giờ xuất bản trong ngày. Để nghe thông tin thời sự mới hơn, mời quý vị trở lại phía trên màn hình để cập nhật thông tin. Để nghe các thông tin chuyên biệt trong từng lĩnh vực, mời quý vị bấm vào tên chuyên mục hoặc tên bản tin mà quý vị quan tâm, ưa thích để lắng nghe nhé. Thời sự Net News, tin hay phát thanh ngay.